Kính mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con là muối đất, nếu muối đã lạc, người ta lấy gì mà ướp cho mặt lạc? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi không thể che giấu được. Người ta cũng không thể thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu rải ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con làm mà ngợi khen Cha các con trên trời. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, trong công việc làm ăn và trong kinh tế thị trường, không thể làm ăn với nhau nếu không tin tưởng lẫn nhau. Trong bất cứ quan hệ giữa người với người, cuộc sống xã hội sẽ trở nên hỏa ngục và ngục tù khi con người không còn tin nhau nữa. Thời cách mạng văn hóa do Mao Trạch Đông khởi xướng năm 1966 đến năm 1976, 10 năm, Đức Khổng đã bị bôi nhọ như một tên phản động. Nhưng hiện nay Trung Quốc đang lo phục hồi danh dự cho Khổng Tử. Nhân dịp mừng ngày sinh nhật lần thứ 2550 của Đức Khổng vào tháng 9 năm 1999, các viên chức Trung Quốc đã hát lên những bài ca mà người ta chưa từng nghe bao giờ trong 50 năm qua. Tại Thượng Hải, đền thờ của Đức Khổng được xây dựng lại sau mấy chục năm bị lãng quên và được khánh thành bằng những cuộc lễ long trọng trùng với việc thành lập 50 năm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày 1 tháng 10 năm 2000. Bà Xuân Eisen, giám đốc trung tâm văn hóa quận Nam của thành phố Thượng Hải, chịu trách nhiệm việc trùng tu đền thờ, đã tuyên bố như thế này: Giáo huấn của Đức Khổng có ảnh hưởng sâu rộng không những đối với Trung Quốc mà còn cả đối với Đông Á và thế giới nữa. Chúng ta phải lấy quá khứ phục vụ cho hiện tại. Không có tin tưởng giữa người với người thì xã hội chỉ là một cái xác không hồn. Không có tin tưởng giữa người với người thì xã hội đánh mất niềm tin và trống rỗng về mặt tinh thần. Không có sự tin tưởng giữa người với người thì chắc chắn con người cũng không có niềm tin đối với Thiên Chúa hay những giá trị siêu nhiên. Và đó là chính nỗi bất hạnh của con người, không phải thời ngày xưa cách đây 10 năm, 20 năm, mà cả thời nay và trong tương lai. Không tin ở người thì ắt họ sẽ không tin ở Thiên Chúa. Con người cũng không tin ở bản thân. Cuộc sống không có niềm tin là một cuộc sống không có tương lai và không có định hướng. Nếu không muốn nói rằng họ mất phương hướng để đi về cùng đích. Không cần một thứ hỏa ngục nào cho họ, vì chính cuộc sống ở trần gian này, nếu họ không tin thì đã là một nỗi đọa đầy khủng khiếp cho những người không tin. Hôm nay tôi mời gọi mọi người ngày 13 tháng 6, chúng ta quy tụ bên tượng đài Đức Mẹ, nơi giáo xứ của chúng ta,
để chúng ta nghe lại hành trình đức tin của mẹ Maria mà Kinh Thánh đã ca khen phúc cho mẹ là kẻ đã tin. Mẹ đã tin ở quyền năng Thiên Chúa đấng làm tất cả mọi sự. Mẹ tin ở cuộc sống, mẹ tin ở bản thân, mẹ tin ở tình người, mẹ tin ở Thiên Chúa, nên mẹ đã mạnh dạn thưa tiếng xin vâng trong tất cả mọi cảnh huống của cuộc đời. Cuộc đời của mẹ Maria là những chuỗi ngày của sự lần mò trong đức tin mà không bao giờ mẹ mất đức tin. Mẹ tin vào con người, tin vào ơn phù trợ của Thiên Chúa, để rồi từ đó mẹ luôn sống trọn vẹn đức tin trong hành trình lữ hành trần gian của chính mình. Và đó là mẫu gương cho tôi, cho bà anh chị em. Để rồi ngày hôm nay khi chúng ta gặp được Thiên Chúa trong thánh lễ, gặp được Đức Giêsu Kitô nơi bí tích thánh thể, và dưới chân mẹ Maria chúng ta được củng cố bởi đức tin mà chúng ta cũng đã đang bước theo mẹ Maria trong hành trình trần thế này. Nếu ai có dịp theo dõi bộ phim Thần Y Đại Đạo Công ở trên kênh truyền hình Đài Long An chiếu khá lâu, tôi đã coi bộ phim này thấp thoáng thôi, chúng ta sẽ thấy những cuộc khảo thi của thiên đình dành cho những học trò của ông thần y này. Tất cả những học trò đã trải qua những cuộc khảo hạch đó và đã thành công do sự tin tưởng vào chính mình, vào con người và ơn phù trợ từ trên qua sư phụ của mình, để có thể dẹp tan được sự dữ là tên ô quân trong bộ phim ấy. Kết cục, họ đã thành công và phá tan được tên ô quân chuyên đi gieo tai rắc họa cho con người. Như vậy, đức tin là cần thiết. Đức tin là điều có ở nơi mỗi người chúng ta. Và mẹ Maria đã trở thành mẫu gương này vì mẹ đã tin, tin tuyệt đối nơi Thiên Chúa. Mẹ cũng tin mỗi người chúng ta là con cái của mẹ đang bước đi trên con đường đức tin để dẹp tan sự ác và tội lỗi. Mẹ là mẫu gương cho chúng ta trong đời sống đức tin. Ngày hôm nay tôi mời gọi mọi người cùng khẩn cầu Đức Mẹ, để mỗi người chúng ta luôn cảm nhận được sự hiện diện đồng hành của mẹ Maria trong cuộc sống, để giữa những khó khăn và thử thách chúng ta vẫn một mực tin yêu và vui sống như mẹ Maria. Nếu một đôi khi nào đó chúng ta bị khủng hoảng đức tin, một đôi khi nào đó chúng ta bị buồn phiền, một đôi khi nào đó chúng ta gặp đau khổ của thể xác vì bệnh tật của mình, tôi xin mọi người hãy vững tin và vui sống như mẹ Maria. Chúng ta phó dâng tất cả cuộc đời của chúng ta, gia đình, giáo xứ của chúng ta trong tay Thiên Chúa qua lời triển cầu của mẹ Maria và trong sự nhân từ của một người mẹ mà chính Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta. Để rồi từ đó chúng ta cùng với mẹ Maria hiệp hành tiến về nước trời, nơi đó mẹ đang đón chờ chúng ta cùng với Đức Giêsu Kitô, con của mẹ, đấng đã dọn sẵn chỗ cho mỗi người chúng ta. Xin cùng tôi dâng tất cả cho Đức Trinh Nữ Maria những đau khổ, những vất vả, những nhọc nhằn, cả những lúc chúng ta uể oải đến khi khủng hoảng cả đức tin nữa. Xin thinh lặng ít phút để dâng lên mẹ Maria những ước nguyện của từng người, của gia đình, của giáo xứ chúng ta.